của cái phương pháp chuyển vị. Và cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng cái bảng tra để chúng ta vẽ các cái biểu đồ nội lực trong phương pháp chuyển vị. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Nội dung tiếp theo. C. Cách xác định các hệ số và số hạng tự do trong hệ phương trình chính đắc. Cách xác định các hệ số và số hạng tự do trong hệ phương trình chính đắc. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính các cái thành phần trong hệ phương trình chính đắc để từ đó chúng ta giải ra được hệ phương trình chính đắc của chúng ta, để giải ra tính ra được các cái ẩn z1, z2 vân vân cho tới zn. Nào, chúng ta sẽ nghiên cứu cái cách tính này. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái cách tính này thông qua các cái ví dụ cụ thể. Thì để tính được các cái hệ số và số hạng tự do thì chúng ta có một cái nhận xét ban đầu như thế này. Nhận xét. Nhận xét. Các hệ số R, M, K này và các số hạng tự do delta KP. À, không phải delta ha. Đây là thành nhầm ở trong phương pháp lực. Nó là R chứ. R KP là các phản lực. Nó là các cái phản lực tại các liên kết thêm vào mà. Chúng ta thêm vào các liên kết. Đấy, và các cái hệ số và số hạng tự do này thì nó chính là các cái phản lực tương ứng với các cái liên kết mà chúng ta đã thêm vào nha. Đấy, về mặt bản chất nó là các phản lực. Đấy, và vì vậy thì chúng ta dùng các cái cách tính phản lực để chúng ta tính nha. Như vậy là các hệ số R, M, K và các số hạng tự do R, K, P, nha. R, M, K hoặc là R, K, M thì cũng thế nha. Đấy, KM thì bằng MK mà, nghe không? Là các phản lực. Ta sử dụng phương pháp mặt cắt để tính. Đây, chúng ta dùng phương pháp mặt cắt để tính. Thì chúng ta đã học ở các môn cơ học kết cấu rồi. Chúng ta đã học rất kỹ ở các cái câu 1 rồi, là phương pháp mặt cắt. Chúng ta dùng phương pháp mặt cắt để chúng ta xác định ra các cái phản lực. Thì bây giờ cũng thế, chúng ta dùng các phương pháp mặt cắt để chúng ta tính các cái phản lực, cụ thể là các cái hệ số và các cái số hạng tự do này. Rồi, cụ thể hơn nữa thì để tính toán thì dùng phương pháp mặt cắt thì đã đành rồi. Đấy, nhưng mà trước khi dùng phương pháp mặt cắt thì chúng ta phải làm một số các cái động tác tính toán trước. Đấy, sau đấy dùng phương pháp mặt cắt để tính ra cụ thể các cái hệ số và số hạng tự do. Thì chúng ta phải tính trước các cái gì? Đấy, thì chúng ta ghi như thế này. Để tính các phản lực, ta vẽ các biểu đồ nội lực. Nội lực trong hệ cơ bản. Vẽ được các biểu đồ nội lực. Sau đây chúng ta dùng phương pháp mặt cắt để chúng ta tính toán ra các cái phản lực tương ứng. Và cái vấn đề đầu tiên là sẽ hướng dẫn cho các em cách vẽ các cái biểu đồ nội lực trong hệ cơ bản.
Rồi, vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ cơ bản. Nào thì vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ cơ bản thì chúng ta vẽ như thế nào? Nào, chúng ta đi vào mục đầu tiên. Một, cách vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ cơ bản. Đấy thì các em thấy là nó cũng giống như là phương pháp lực, đúng không? Lực thì để tính ra các hệ số trong hạng tự do thì chúng ta phải vẽ ra các cái biểu đồ moment, sau đấy chúng ta nhân biểu đồ để chúng ta tính toán ra. Thì đối với phương pháp chuyển vị cũng vậy, chúng ta cũng phải vẽ các biểu đồ. Và cụ thể ở đây là chúng ta cũng đi vẽ biểu đồ moment. Đấy, vẽ được biểu đồ moment trong hệ cơ bản. Đấy, xong đấy từ đấy thì chúng ta sẽ tính ra được các hệ số và số hạng tự do, tương tự như là với phương pháp lực, nhưng mà phương pháp lực thì chúng ta phải nhân biểu đồ để tính ra các cái chuyển vị. Đấy, còn đối với phương pháp chuyển vị thì chúng ta lại dùng phương pháp mặt cắt để chúng ta tính ra các phản lực. Phản lực nhá, ẩn số của phương pháp lực là lực, các hệ số của nó thì lại là chuyển vị. Đấy, còn đối với phương pháp chuyển vị thì ẩn số là chuyển vị. Đấy, còn các hệ số thì lại là lực, lại là lực, nó ngược lại nhá. Rồi, cách vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ cơ bản thì vẽ như thế nào? Đấy, như là phương pháp lực thì chúng ta sẽ dùng kiến thức của kết cấu một để chúng ta vẽ cho các hệ tính định, đúng không? Vậy còn đối với phương pháp chuyển vị thì chúng ta vẽ như thế nào? Thì chúng ta có một cái nhận xét này này. Đấy, thực tế là vẽ các cái biểu đồ nội lực trong phương pháp chuyển vị này nó dễ hơn là trong phương pháp lực. Đấy, chúng ta không cần nhiều kiến thức của kết cấu một đâu. Đấy, cụ thể là như thế nào thầy sẽ hướng dẫn ngay bây giờ. Có một cái nhận xét như thế này này. Thông thường hệ cơ bản của phương pháp chuyển vị là hệ xác định động. Hệ xác định động. Phải, các cấu kiện làm việc độc lập với nhau. Các cấu kiện làm việc độc lập với nhau. Vì vậy, ta có thể vẽ các biểu đồ nội lực bằng cách vẽ riêng cho từng cấu kiện. Đấy, tức là trong cái hệ cơ bản của phương pháp chuyển vị thì các cấu kiện nó làm việc độc lập với nhau. Đấy, cho nên là chúng ta tách riêng từng cấu kiện rồi chúng ta vẽ. Tách riêng từng cấu kiện rồi chúng ta vẽ. Đây, lấy ví dụ này. Lấy ví dụ nha, một cái ví dụ quen thuộc mà chúng ta đã dùng rất nhiều từ đầu đến giờ. Nào, chịu tải trọng. Nào đấy, nha. Rồi, sau khi thiết lập hệ cơ bản này thì chúng ta thêm vào các cái liên kết ngăn cản các cái chuyển vị. Ngăn cản các cái chuyển vị nhá. Chuyển vị ngang cũng ngăn cản này. Đấy, chuyển vị xoay cũng ngăn cản này. Đấy. Như vậy là các em thấy là các cái đầu thanh này là các thành phần chuyển vị là nó bị khống chế hết. Đấy không? Đấy, tức là chuyển vị từ cái đầu thanh, ví dụ đầu thanh này này thì không truyền được cái chuyển vị xuống cho cái đầu thanh ở dưới này. Đấy, hai cái là làm việc độc lập với nhau. Bởi vì ở đây nó có cái ngàm này, nó ngăn xoay rồi này. Đấy không? Nó ngăn không cho lên xuống nữa này. Đấy, sau này cái này nó ngăn không cho sang ngang nữa này. Đấy, như vậy là nó làm việc độc lập với nhau. Đấy, như vậy là thanh ngang và thanh đứng ở đây này là làm việc độc lập với nhau. Đấy. Và như vậy thì để vẽ biểu đồ nội lực thì chúng ta tách riêng nữa. Chúng ta tách riêng cái thanh này ra chúng ta vẽ này. Đấy. Ví dụ vẽ biểu đồ nội lực nhá, trong trường hợp nó chịu tải trọng nhá, thì chúng ta tách riêng cái thanh này. Đây, cái thanh này này, đấy, chúng ta tách ra như này. Đấy, tách ra thì nó như thế nào? Đầu trái này, đầu trái không có chuyển vị ngang, không có chuyển vị đứng, cũng không có chuyển vị xoay, thì nó tương đương với một cái ngàm không ngang, không xoay. Nhớ, không có chuyển vị đứng thì tương đương với một cái ngàm. Bên phải cũng vậy, bên phải này, bên phải cũng không lên xuống được, cũng không sang ngang được, cũng không xoay được.
nó tương đương với một cái ngạp nhá. Đấy, như vậy tách ra là nó làm việc giống hệt như thế này. Đây, có một cái tải trọng P này. Đấy, tách ra là chúng ta vẽ được ngay nhá. Đấy, còn muốn vẽ cho cái thanh đứng ở đây, thanh đứng ở đây này, thì vẽ thế nào? Chúng ta tách ra, nó cũng làm việc như một cái thành như thế này. Đấy, trên ngàm, dưới cũng ngàm nhá. Không có tải trọng tác dụng, không có biểu đồ mô men, không có biểu đồ lực cản nhá. Đấy, rồi còn cái này, nếu cái thanh này thì sao? Cái thanh này tách ra thì nó tương tự như thế này. Bên trái này là ngàm này, bên phải này thì nó không phải là ngàm. Đấy, nó có thể xoay được, xoay tự do. Đấy không? Nó xoay tự do thì nó tương đương với một cái đối tượng cố định như thế này, chỉ xoay được thôi, không sang ngang được, không lên xuống được. Đấy, như vậy là chúng ta có thể tách từng cái thanh ra, tách từng cái cấu kiện ra để chúng ta vẽ. Rồi, cách làm thì là như vậy, cách làm thì là như vậy, hiểu không? Tuy nhiên bây giờ triển khai ra, ví dụ như cái này này, bây giờ chúng ta vẽ thì chúng ta vẽ bằng cách nào? Đây, nó có một thanh như thôi, nhưng mà nó là hệ siêu tính, thì chúng ta vẽ như thế nào? Vẽ như thế nào? Đấy, cái hệ này, à, thì nó là hệ siêu tính, à, bậc siêu tính là mấy? Bậc siêu tính là 3, hiểu không? Đấy, muốn vẽ biểu đồ moment thì ta làm thế nào? Thì chúng ta có thể dùng phương pháp lực để vẽ biểu đồ moment. Dùng phương pháp lực để vẽ biểu đồ moment, phương pháp lực không dối, hiểu không? Chúng ta dùng phương pháp lực 3 ẩn, chúng ta lại chọn hệ cơ bản phương pháp lực này. Xong chúng ta viết hệ phương trình 3 phương trình 3 ẩn này, đúng không? Rồi chúng ta làm 5 6 7 bước gì đấy sẽ ra kết quả. Sẽ ra kết quả, sẽ ra được biểu đồ moment. Tuy nhiên là với mỗi cái cấu kiện đấy thì chúng ta lại phải đi làm một cái bài toán phương pháp lực, ba ẩn rồi hai ẩn vân vân. Thế thì dài quá. Thế thì ngay từ đầu làm beng nó phương pháp lực cho cả cái hệ này đi cho nó xong, nó còn ngắn hơn. Đấy, tự dưng vẽ ra cái phương pháp chuyển vị này làm cái gì mà phải đi làm rất nhiều các cái bài phương pháp lực còn nhá. Nhưng mà không phải đâu, không phải đâu. Đấy, làm phương pháp chuyển vị chúng ta không cần phải làm các bài toán con bằng phương pháp lực đâu, mà chúng ta sẽ làm một cái việc khá là đơn giản. Chúng ta ghi như sau, chúng ta ghi như sau này. Đấy, trước khi ghi thì thầy nói qua cho các em là như thế này này. Này, đấy, các cái cấu kiện đơn giản như thế này thì người ta sẽ dùng phương pháp lực. Thì người ta cũng dùng phương pháp lực chứ người ta cũng chẳng có dùng cái phương pháp gì đặc biệt cả. Người ta dùng phương pháp lực, người ta tính toán sẵn các cái biểu đồ moment, biểu đồ được cắt các kiểu các loại, tức là người ta tính toán sẵn và người ta đưa vào cái gọi là thư viện cấu kiện mẫu, tức là người ta tính sẵn cho các em rồi, và người ta tính sẵn bằng chữ. Đến khi mà các em gặp một bài toán cụ thể có kích thước cụ thể thì các em chỉ việc thay số vào các cái kết quả mà người ta đã tính thôi là xong. Đấy, như chỉ việc thay số là xong rồi, chẳng phải làm cái việc gì cả. Như vậy là việc vẽ các cái biểu đồ này nó rất đơn giản, rất đơn giản. Đấy, là chúng ta sẽ tra ở trong cái thư viện mẫu để xem cái cấu kiện mà chúng ta đang dùng là cấu kiện nào. Đấy, chúng ta lấy một cái kết quả phù hợp ra, chúng ta thay số vào, thế là xong nhá. Và chúng ta ghi cái câu nhận xét tiếp theo này. Người ta dùng phương pháp lực tính sẵn các cấu kiện thường gặp và kết quả cho ở bảng 6.1 và 6.2 trong sách cơ học kết cấu hại. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có cái thư viện cấu kiện mẫu nằm ở bảng 6.1 và 6.2 trong sách cơ học kết cấu nhá. Rồi, lát nữa thầy sẽ hướng dẫn cụ thể cách sử dụng các cái cấu kiện mẫu này như thế nào nhá. Chúng ta bây giờ tạm thời cứ hiểu chung chung như thế đã.
Đấy. Và như vậy thì các cấu kiện mẫu này đã tính sẵn rồi. Khi mà chúng ta vẽ các biểu đồ nội lực thì chúng ta làm thế nào? Đấy, thì chúng ta viết nốt một câu thế này để kết thúc cái phần này. Khi vẽ các biểu đồ nội lực, ta chỉ việc tra bảng và thay các số liệu cụ thể tương ứng. Này, chúng ta chỉ việc tra bảng thôi. Đối với phương pháp lực thì cái phần này chúng ta hơi mệt mỏi, chúng ta phải dùng kiến thức của kết cấu một này để chúng ta vẽ ra các biểu đồ nội lực. Còn đối với phương pháp chuyển vị thì cái phần này chúng ta chỉ việc tra bảng thôi. Đấy, tra bảng tra. Và các em được dùng bảng tra, sau này đi thi các em cũng được dùng bảng tra. Cho nên là các mấy cái bảng tra đấy các em không cần phải nhớ. Đấy, các em cứ tra bảng vào, vẽ đúng như là trong bảng tra, thế là xong. Này, như vậy là cái phần này rất là dễ. Quan trọng là chúng ta biết cách sử dụng bảng tra là xong. Nghe không? Đấy, thì nhớ là cái bảng 6.1 và bảng 6.2 ở trong sách nha. Đấy, chuẩn bị sẵn bảng tra đi, lát nữa chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều và thầy sẽ hướng dẫn cách sử dụng cái bảng tra đấy. Cách sử dụng thì rất là dễ thôi, nhưng mà cũng có một số điều nó cũng hơi đặc biệt một chút mà chúng ta không để ý là chúng ta cũng rất dễ bị nhầm lẫn. Cho nên là các em cũng phải để ý một chút nha. Rồi, đấy là các cái nội dung. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái cách sử dụng bảng tra này thông qua một số các cái ví dụ cụ thể. Nha, thông qua một số các cái ví dụ cụ thể. Chúng ta đang ở mục mấy rồi? Mục 1 đúng không? Cách vẽ các biểu đồ nội lực trong hệ cơ bản. Nào. Trường hợp 1. Hệ cơ bản chịu tải trọng. Hệ cơ bản của chúng ta là thường thường là nó sẽ chịu hai nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân tải trọng như là của cái hệ ban đầu ấy, như hệ ban đầu ấy, hệ ban đầu có thể có Q, có P, có M. Đấy, thì là cái hệ cơ bản của chúng ta nó chịu tải trọng là cái dạng đầu tiên. Cái dạng thứ hai là hệ cơ bản của chúng ta chịu các chuyển vị cưỡng bức. Đúng không? Bởi vì trong hệ cơ bản là chúng ta thêm vào các chuyển vị cưỡng bức Z1, Z2 vân vân ấy. Đấy. Cho nên là chúng ta phải vẽ được các biểu đồ nội lực tương ứng với trường hợp là hệ cơ bản chịu tải trọng và hệ cơ bản chịu chuyển vị cưỡng bức. Thì đối với hệ cơ bản chịu tải trọng thì chúng ta tra bảng 6.1. Đấy. Còn trường hợp 2, hệ cơ bản chịu chuyển vị cưỡng bức, chịu chuyển vị cưỡng bức thì chúng ta tra bảng 6.2. Nó phân chia ra bảng 6.1 là hệ chịu tải trọng. Đấy, nó sẽ có gần như đầy đủ các cái trường hợp mà các em có thể gặp phải với các cái cấu kiện chịu tải trọng, có thể là tải tập trung này, có thể là tải phân bố này, có thể là moment vân vân. Còn trường hợp mà chịu chuyển vị cưỡng bức thì có thể là chuyển vị cưỡng bức thẳng, rồi chịu chuyển vị cưỡng bức xoay, thì nó có hết ở trong bảng 6.2. Như vậy là dùng bảng 6.1 cho tải trọng, bảng 6.2 cho chuyển vị cưỡng bức. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cách vẽ các biểu đồ nội lực bằng cách tra bảng trong hệ cơ bản của phương pháp chuyển vị. Chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua các cái ví dụ. Nội dung tiếp theo C. Cách xác định. Nào,
thầy sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng bảng tra để vẽ biểu đồ moment trong hệ cơ bản xác định động nha. Đây chúng ta lấy ví dụ này, ví dụ 1 này, trên màn hình thầy để song song cái bảng tra bên cạnh để chúng ta sử dụng, còn các em cũng mở cái bảng tra của các em ra nha, mở cái bảng tra của các em ra để chúng ta tập cách sử dụng bảng tra. Đấy, sử dụng rất dễ, chúng ta mà sử dụng thành thạo thì cái phần này làm rất là ngon lành, rất là nhanh và cũng rất ít nhầm lẫn, bởi vì chúng ta tra bảng mà, cho nên là chúng ta điền số quá. Đấy, trên bảng tra nó có tất cả các hình vẽ, các cái dạng biểu đồ rồi, hiểu không? Cho nên là ít xảy ra nhầm lẫn như là đối với phương pháp lực. Đây, chúng ta lấy một cái ví dụ nhé. Đây, lấy một cái ví dụ thế này. Vẫn là cái bài quen thuộc, để cho các em quen thuộc. Đấy. Đấy, các bạn thêm các cái vào để ngăn cản nhé. Cái hình này quen thuộc rồi, các em vẽ nhanh vào. Nha, thêm các cái liên kết lực để ngăn cản chuyển hình ngang này. Đấy, chúng ta làm nhiều trường hợp lên, nhiều trường hợp tải trọng lên. Chẳng hạn đây có tải trọng P này. Nhớ không? Rồi ở đây thì lại có tải trọng Q này. Quý này nhá. Rồi thì ở đây lại có tải trọng quý nữa này. Quý nữa này. Rồi thì ở đây có một cái moment M. Nha, và cho các em kích thước cụ thể luôn. Cho các em kích thước cụ thể luôn để chúng ta làm cụ thể luôn nhá. Cái này là 3 mét đi. Cái này là 3 mét. Cái này là 5 mét. Rồi, theo phương đứng nè. Theo phương đứng nè. Theo phương đứng là 4 mét. 4 mét đi. Rõ cho các em nha. Đây là 3 mét nha. 3 5 4 4 Nào, chúng ta xử lý nó như thế nào nào. Các em vẽ hình vào đi. Copy xuống này để bắt đầu vẽ này. Rồi, bắt đầu vẽ nhá. Bỏ hết kích thước đi để vẽ nào. Đây, các em vẽ hình đi. Xong đây thì vẽ cái đường chuẩn đi để chúng ta vẽ cái biểu đồ moment và cái hình ở phía dưới. Nào, để vẽ thì chúng ta tách biệt từng tình huống ra chúng ta vẽ thôi. Chúng ta tách biệt từng cấu kiện ra để chúng ta vẽ thôi. Để chúng ta vẽ thôi nhá. Nào, lần lượt nào. Cái thanh ở phía trên này. Nào, cái thanh ở phía trên này. Cái thanh ở phía trên này. À, cái thanh ở phía trên này thì chúng ta
tách ra, chúng ta tách ra thì nó là cái đây, hai đầu ngàm, hai đầu ngàm này, đấy, chịu một tải trọng tập trung đặt ở chính giữa, P ở chính giữa, được chưa? Đây, và như vậy chúng ta tra ở cái bảng tra nào, quay về cái bảng tra này, em quay về cái bảng tra này, nhá, chúng ta sẽ tra ở cái bảng 6.1 này, cái bảng tra 6.1. Đấy, cái bảng tra 6.1 chúng ta sẽ tìm ra đúng cái cấu kiện đấy, nhớ nó là cái cấu kiện nào, sẽ theo cái số thứ tự này này, nhá, thầy nói theo cái số thứ tự để các em theo dõi, để các em tập cách tra bảng nhá, thì nó là cái nào, thì nó chính là cái một này, này. Chính là cái một này, nhá, cấu kiện hai đầu ngàm trong trường hợp tổng quát là người ta vẽ thanh nó xiên xiên như này này, nhá, và một bên là ngàm cứng này, một bên là ngàm trượt này. Đấy, nhưng mà một bên ngàm cứng, một bên ngàm trượt thì nó cũng làm việc tương đương với hai cái ngàm cứng thôi. Đấy, cho nên là cái tình huống này của chúng ta nó trùng vào đây. Còn tại sao hai cái này lại tương đương với nhau thì lát thầy sẽ giải thích nhá. Lát sẽ giải thích nhá. Còn các em bây giờ các em cứ chú ý này, là cái ngàm trượt này này. Các cái ngàm trượt này này, các em coi như là cái ngàm cứng. Đấy. Lát nữa đến cái phần chú ý thầy sẽ hướng dẫn là tại sao nó lại như vậy nhá. Còn bây giờ thì các em cứ tạm coi là cái ngàm trượt đấy là như là ngàm cứng nhá. Coi ngàm trượt như là ngàm cứng. Nào. Như vậy thì đối với cái tình huống này, chúng ta tra cái cấu kiện số 1 nhá. Cấu kiện số 1 thì biểu đồ moment của nó thế này này. Biểu đồ moment của nó thế này này. Nhá. Đấy, như vậy thì chúng ta vẽ được ngay biểu đồ moment này. Nào, lại quay về bên này chúng ta vẽ này. Đấy, biểu đồ moment của nó chắc chắn là phải thế này rồi. Đấy, chắc chắn là phải thế này rồi. Nhá. Đấy, chắc chắn là phải như thế rồi. Và giá trị của nó là bằng bao nhiêu? Giá trị của nó là bằng bao nhiêu? Thì ở trong cái bảng tra này nó có đầy đủ hết này. À. Moment bên trái thì nó bằng cái này. Moment bên phải thì nó bằng cái này. Đấy, nó tương ứng với giá trị M0 và M1 đây này. Đấy, tương ứng với M0 và M1 này. Đấy, M bên trái này bằng cái này. Bên phải thì bằng cái này này. Căng thứ trên nên giá trị là âm đấy. Căng thứ trên nên giá trị của nó là âm đấy. Đấy, như vậy là bên trái là bằng PAB bình phương chia cho L bình phương. Chúng ta thay số của chúng ta vào này. P của chúng ta thì không cho thì vẫn giữ là chữ, đúng không? AB là cái gì? AB là cái gì? À đây này, kích thước AB này. AB này. Là cái kích thước để định vị cái vị trí của tải trọng. Nhá. Đấy, thì đối với bài của chúng ta thì cái P nó nằm ở chính giữa. A bằng 3, B bằng 3 nhá. A bằng 3 này, B bằng 3 này. Đấy. Đấy, chúng ta thay vào thôi nhá. Như vậy là P nhân với 3 nhân với 3 bình phương mà chia cho 6 bình phương. 6 bình phương nó bằng bao nhiêu các em nhỉ? Cái này là 2 bình phương nhân với 3 bình phương đúng không? Như vậy là nó là bằng bằng 3P chia cho 4. 3P chia cho 4. Vậy cái vị trí này này, này 3P này chia cho 4 này. 3P chia cho 4. Nào, tương tự thì cái phần bên phải nó cũng thế thôi. Vai trò AB ở đây như nhau, cho nên cái này cũng bằng 3P trên 4 nốt. Nha, 3P trên 4 nốt. Và cái giữa này thì chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Cái chỗ giữa này này. Chỗ giữa này thì chúng ta treo biểu đồ thôi. Treo biểu đồ là bằng mấy? PAB chia cho L. Nha. Đấy, PAB chia cho L. Rồi. Trong cái bảng tra này nó cũng có đốt này. Này, PAB chia cho L này. Yeah. Nó bằng P nhân 3 nhân 3 mà chia cho 6 thì nó bằng 3P chia cho 2. Yeah. 3P chia cho 2. Thay vào thôi. Thay vào thôi. Yeah. Thay vào.
Đấy, thì chúng ta vẽ này nhé. Đây, treo video nhá. Đây là 3P chia 2. Đây là 3P trên 4. Đây là 3P trên 4. Đấy, đấy là xong được một đoạn. Các đoạn còn lại thực hiện tương tự. Rồi, chúng ta nghỉ giải lao một lát nha. Khoảng 10 phút sau thì chúng ta sẽ tiếp tục một số các ví dụ khác nữa để các em thành thạo cái cách chào bạn. Nào, các thanh tiếp theo nhé, các cái câu kiện tiếp theo này. Đây, chúng ta cái thanh ngang là cái câu kiện số 1 rồi. Đây, cái này xong rồi, bây giờ đến cái thanh này đi. Cái thanh đứng này. Đây, cái thanh đứng này thì nó cũng là cấu kiện hai đầu ngàm, quy ra nó cũng là cái cấu kiện hai đầu ngàm thôi. Và chịu tải trọng phân bố đều. Vậy tra bảng ở đâu? À, chúng ta lại quay sang cái bảng tra 6.1 nha, vẫn cái bảng 6.1 này. Đây, bảng 6.1 chúng ta tìm cấu kiện hai đầu ngàm mà lại chịu tải trọng phân bố đều. Đây rồi, đây. Đây, chính nó đây. Nhá. Đây, chính nó đây rồi. Như vậy là tra bảng ở cái cấu kiện số 3. Nhá. Đây, dạng biểu đồ moment của nó thế này đây. Đấy, thì chúng ta áp dụng vào đây luôn. Đây. Dạng biểu đồ moment của nó như vậy thì nó thế này. À, nó là một cái đường bậc 2 võng thế này. Đấy, đường bậc 2 võng thế. Đây, để phóng to cái hình cho các em nhìn cho nó rõ hơn. Đấy nào. Đây, hai đây thế. Chúng ta vẽ được cái dạng ngay lập tức rồi. Xong vào đây chúng ta thay số vào để cho nó ra con số. Đấy nào. Cái treo biểu đồ chính giữa này thì đã quá quen thuộc với chúng ta từ rất lâu rồi. Đấy là quy là bình phương trên 8. Đấy nào. Ví dụ như bài này, chiều dài của nó là 4m, đúng không? Thì nó sẽ là bằng quy nhân với 4 bình phương trên 8. Đây. Quy nhân 4 bình phương trên 8 là bằng bao nhiêu các em? Bằng 2 quy à? 2 quy. Nha. Yeah. Bằng 2 quy. Nha. Yeah. Đây, để thay vào đây luôn. Bằng 2Q. Viết cho nó gọn lại. Quy là bình phương trên 8. Thay số vào thì nó bằng như thế. Còn moment tại hai cái đầu này thì nó bằng nhau. Nó bằng mấy? Nó bằng QL bình phương trên 12 này. Đấy, theo bảng tra này, QL bình phương trên 12 này. QL bình phương trên 12 nhá. Nó bằng QL bình phương trên 12 bằng, thay số vào này, quy nhân với 4 bình phương trên 12 nhá. Nó bằng bao nhiêu nhỉ? Nó bằng 4 quy trên 3 nhá. Đấy, và cái trên cũng vậy, cái trên cũng bằng 4 quy trên 3. Đấy. Thế là xong cái đoạn này. Đó, như vậy là chúng ta chỉ việc tra bảng và thay số mà. Thế là sao? Đấy, em vẽ hình vào. Sau đây chúng ta sẽ chuyển qua các cái thanh tiếp theo và thực hiện cũng hoàn toàn tương tự. Tra bảng rất dễ, đúng không? Cái cũ đi nha. Như vậy là được hai thanh rồi. Nghe không?
Rồi tiếp theo, thanh nào không có tải trọng thì không có moment. Như thanh này không có, không có moment, không cần phải vẽ. Thế này cũng vậy, không có. Thanh này cũng vậy, nhá. Thanh trên này cũng vậy. Đấy, 1, 2, 3, 4 thanh không có tải trọng tác dụng, không có moment, không cần phải vẽ. Không cần phải vẽ. Như vậy chúng ta chỉ còn 2 thanh còn lại thôi. Chúng ta còn 2 thanh còn lại thôi. Nào. Nào, chúng ta xử lý hai cái thanh còn lại, hai thanh ngang còn lại, đúng không? Là cái thanh này này, cái thanh có moment tập trung này, và một cái thanh nữa là có lực tập trung, à lực phân bố đều này, đúng không? Rồi, cái thanh có moment tập trung thì nó là cái thanh tách ra thì nó là cũng cái thanh hai đầu ngàm, đúng không? Chịu một cái moment tập trung đặt ở chính giữa. Tra bảng ra. Tra bảng ra. Đúng không? Quay lại cái bảng tra xem nó ở đâu. Đấy, quay lại cái bảng tra này xem nó ở đâu. Nó là phần tử nào? Thì nó chính là cái phần tử số 2 này này. Yeah, đấy, nó trùng khít với cái phần tử số 2 này. Nào, và như vậy thì chúng ta lấy kết quả ra chúng ta điền vào thôi. Lấy kết quả ra chúng ta điền vào thôi. Nào, dạng biểu đồ của nó là thế này. Nào, nó có cái bước nhảy. Nó có cái bước nhảy. Và moment nó đặt chính giữa, cho nên cái bước nhảy nó sẽ chia đôi này, nó sẽ đều này, nửa trên và nửa dưới này nha. Rồi, và chúng ta vẽ ra nha. Đây, để thầy phóng to chỗ này lên vẽ cho các em này. Đấy, ôm cái này, vẽ sang bên kia. Đấy, vẽ sang bên kia nha. Đấy, xóa các cái nét đi này để các em nhìn này. Nó sẽ là có một đoạn căng ở phía dưới này này. Căng ở phía dưới này, thấy không? Xong rồi chéo lên này. Căng ở phía dưới này, chéo lên ở đây, chéo xuống này. Đấy, chéo lên này. Đấy. Dễ dàng nhận thấy là nó ở chính giữa nên cái chỗ này nó sẽ là m trên 2 này. Thấy không? Cái chỗ này cũng là m trên 2 này. Đấy. Còn moment ở cái đầu thanh nó bằng bao nhiêu? Moment ở đầu thanh nó bằng bao nhiêu? Rồi, hơi dài dòng một chút, nhìn sang cái bảng tra này này. Đây, nó ở chỗ này này, đây này. Thấy không? MB L bình phương rồi 2A trừ B bằng bao nhiêu đấy? Bây giờ chúng ta thay số vào nhá. M này, B thì bằng 3 này, chia cho L là bằng 6 bình phương này, nhân với 2A bằng 6 này, trừ B này. Đấy, trừ B là bằng 3 luôn, thấy không? B là bằng 3 luôn. Vậy là bằng M nhân với 3 nhân với 3 mà chia cho 6 bình phương là nó bằng bao nhiêu các em nhỉ? Là bằng M chia cho 4 á, đúng không? M chia cho 4. Đấy, thay vào đấy. M chia 4. Đấy, cái chỗ này. M chia cho 4. Đấy, vẽ rõ ra để xem nhìn. Cái chỗ này này. Thấy không? Cái chỗ này này. Đấy, M chia 4 này. Còn này ở giữa nó là M trên 2. M trên 2. Nha. Đấy là xong. Cái thanh thứ 3. Đấy. Vẽ vào đi. Vẽ vào đi. Sau đấy chúng ta xử lý nốt cái thanh còn lại là xong. Nào, cái thanh còn lại là cái thanh nào? Cái thanh còn lại là cái này này. Đây, cái này này. Cái này này. Cái này thì nó tách nó ra thì nó là một thanh đầu ngàm, đúng không? Và một thanh đầu lại là đầu khớp. Chịu tải trọng phân bố đều. Quy như thế này. Đấy, tách ra nó là như thế. Thì chúng ta tìm ở cái bảng tra xem là nó đâu. Đấy thì các em ra cái bảng tra này, các em thấy này. Ở trang thứ nhất không thấy. Trang thứ nhất toàn là hai đầu ngàm cả. Chuyển qua trang thứ hai. Đấy, trang thứ hai là có cái đầu ngàm đầu khớp này này. Đấy, có đầu ngàm đầu khớp này. Đầu ngàm đầu khớp này. Đầu ngàm đầu khớp này. Đấy, đầu ngàm đầu khớp này. Đấy. Thì hình vẽ nó hơi khác. Cái hình ở đây của chúng ta một chút nó lại là thế này.
nó lại là đầu ngàm thế này đúng không? Rồ khớp nó lại là gối tựa di động. Đó. Tuy nhiên là hai cái này nó làm việc tương đương nhau này, tương đương nhau, nên nó là một. Đấy, lát nữa trong cái phần chú ý thầy sẽ lại nhắc đến cái việc này một lần nữa cho rõ hơn. Đấy, nhưng mà hiện tại thì các em cứ coi nó là như nhau đi. Nhá. Rồi, như vậy tra bảng thì nó chính là cái phần tử số 11 đây này. Nó chính là cái anh à số 10 chứ, đúng không? Đấy, chính là cái này. Chính là cái này này, chính là cái này. Đấy. Chính là cái này. Là cái này thì chúng ta vẽ vào thôi, đúng không? Nó có giá trị là QL trên bình phương trên 8 này, còn tại khớp thì nó bằng 0 này. Đấy. Chúng ta vẽ nhá. Chúng ta vẽ này. Ở đây có này, QL bình trên 8, ở đây bằng 0 này, treo này. Treo với tung độ treo là vẫn là QL bình trên 8. Nhá. Hai cái này đều QL bình trên 8 cả, đúng không? QL bình phương trên 8. Thay số à? Thay số thì cái đoạn này chiều dài của nó là 5m. 5m. Thế là bằng Q nhân với 5 bình phương trên 8. Đấy, bằng 25Q trên 8. Nha. Cái này cũng giá trị cũng bằng thế luôn, cũng 25Q trên 8. Đấy, hai cái nó đều QL bình trên 8 cả. Nha. Cái đầu này cũng QL bình trên 8, cái kia cũng QL bình trên 8. Rồi, xong. Như vậy là xong biểu đồ moment. Nha. Xong biểu đồ moment. Chúng ta chỉ việc tách từng cấu kiện ra nhá, xong chúng ta tra bảng, chúng ta vẽ là xong. Đây, các em ghi vào đi nhá. Như vậy là sơ bộ là chúng ta nắm được cái cách sử dụng bảng tra rồi nhá. Chúng ta cứ tách ra xem nó là cấu kiện hai đầu ngàm này, hay đầu ngàm đầu khớp này, rồi hay là cái gì đó đi chăng nữa. Đấy, xong đấy chúng ta tìm trong bảng tra ra đúng cái cấu kiện tương ứng với cái phần tử mà chúng ta đang tìm. Đấy, chúng ta vẽ hình, chúng ta thay số vào, thế là xong. Đấy là có kết quả. Đấy. Các em ghi kết quả vào đi. Nào, chúng ta đã nghiên cứu cách tra bảng 61 rồi, thông qua cái ví dụ số 1. Bây giờ đến ví dụ số 2. Ví dụ số 2 thì là cho hệ chịu gọi là nguyên nhân chuyển vị cưỡng bức, đúng không? Để chúng ta nghiên cứu cái cách tra bảng 6.2, đúng không? Đây, vẫn cái hệ cũ, bỏ các cái nguyên nhân tải trọng đi. Bây giờ chúng ta cho nó các cái nguyên nhân chịu chuyển vị cưỡng bức nhá. Nguyên nhân chịu chuyển vị cưỡng bức này. Ví dụ như thế này. Ví dụ như thế này. Cho cái này chịu chuyển vị cưỡng bức Z bằng 1. Đây, xoay thuận chiều kim hồ tại cái ngàm đấy, chuyển vị cưỡng bức xoay thuận chiều kim hồ một lượng là 1. Tại sao chúng ta lại cho nó là 1? Bởi vì để tính các cái R, K, M này, đấy là chúng ta là cho ZM bằng 1 mà. ZM bằng 1 mà. Đấy, cho nên là chúng ta có các cái nguyên nhân chuyển vị cưỡng bức bằng 1. Đấy, thì bây giờ cho các cái nguyên nhân chuyển vị cưỡng bức bằng 1 để chúng ta vẽ. Và tất nhiên nếu mà nguyên nhân chuyển vị cưỡng bức nó không phải bằng 1 thì chúng ta chỉ việc làm gì thôi? Chỉ việc áp dụng nguyên lý cộng tác dụng. Đúng không? Nguyên nhân tác dụng nó tăng lên bao nhiêu? Đúng không? Thì các cái thành phần, các biểu đồ nội lực thì chúng ta cũng nhân lên bấy nhiêu, thế là xong. Nha. Đấy, thì bây giờ chẳng hạn chúng ta coi nó là chuyển vị một lượng là 1 đi. Để chúng ta làm. Nào, với cái hệ này Z bằng 1 như thế này thì các em sẽ thấy một cái điều này là tại cái ngàm này nó chuyển vị cưỡng bức là 1, cho nên cái đầu thanh này này nó cũng sẽ xoay thuận chiều kim đồng hồ một góc là 1. Cái đầu thanh phía dưới này cũng xoay thuận chiều kim đồng hồ một góc là 1. Đấy, tức là tất cả các cái đầu thanh quy tụ tại cái nút đấy có cùng chuyển vị như nhau. Đấy, như vậy là hai cái thanh đấy nó sẽ có chịu cái tác dụng của cái chuyển vị cưỡng bức này. Còn những cái thanh khác thì nó chẳng ảnh hưởng bởi cái chuyển vị xét bằng 1 này.
Đấy, cho nên là các thanh khác nó không có moment. À, không có moment, chỉ có hai cái thanh mà nó liên quan đến cái chuyển vị này này là nó có moment thôi. Đây, như vậy là chúng ta chỉ vẽ biểu đồ nội lực cho hai cái biểu đồ moment cho hai cái thanh này thôi là xong nha. Yeah, các thanh còn lại không có nha. Yeah, các thanh còn lại không có. Rồi, bắt đầu thầy vẽ nha. Vẽ bằng cách nào? Vẽ bằng cách là chúng ta đi tra bảng thôi. Nhưng mà bây giờ không phải dùng bảng 6.1 nữa, mà là dùng bảng 6.2. Đây, 6.2 này, 6.2 đây, 6.2 này, 6.2 nó ngắn hơn. 6.2 có mỗi 5 trường hợp thôi. Yeah, 5 trường hợp thôi. Bắt đầu chúng ta vẽ nhé. Nào, cái thanh ngang này thì như ở bài, như ở ví dụ trước thì chúng ta biết rồi, tách ra nó sẽ là câu kiện hai đầu ngàm bên này này. Nhá. Đấy, bây giờ cái ngàm bên trái nó chuyển vị cưỡng bức xoay thuận chiều kim đồng hồ một góc bằng 1. Đấy, thì chúng ta tra trong bảng xem nó là cái câu kiện nào. Thì nó chính là cái câu kiện 1 trong cái bảng này này. Nhá. Câu kiện hai đầu ngàm này, đầu bên trái xoay thuận chiều kim đồng hồ một góc là 1. Nhá, biểu đồ moment nó có dạng hình thang xoắn như thế này này. Đấy, chúng ta vẽ ngay vào thôi. Nhá. Dạng của nó thế này. Dạng của nó thế này. Đấy, chúng ta vẽ vào. Giá trị của nó bằng bao nhiêu? Đây này. Bên trái, bên phải này. Đấy, thì các em thấy là ở trong cái bảng tra, trong cái bảng tra thì người ta làm cái trường hợp tổng quát. Đấy là cái thanh nó xiên, nó nằm nghiêng so với phương ngang một góc là alpha. Còn bình thường mà chúng ta gặp các cái bài tập hoặc là cái bài cụ thể này của chúng ta này, thì thanh của chúng ta một là thẳng đứng, hai là nằm ngang. Cho nên là chúng ta coi cái góc alpha nó bằng 0 nha. À, góc alpha bằng 0 cho nên cốt alpha nó bằng 1. Cho nên là hầu như là không quan tâm tới cái cốt trong các cái phép tính này đâu. Đấy, hầu như không quan tâm tới cái cốt nha. Thì góc alpha nó bằng 0. Rồi, và như vậy thì chúng ta thấy là cái bên trái này này nó là bằng 4AI trên L, L đây bằng 6, thì nó 4AI trên 6 nha. Đây, đây này, 4AI trên L. Còn cái đầu đối diện nó là bằng 2AI trên L nha. 2AI trên 6 nha. Đây, để rút gọn lại, tùy các em rút gọn lại cho nó gọn phần số lại nha. Đây, rồi bây giờ đến cái thanh đứng. Cái thanh đứng thì nó lại ngàm thế này. Hai đầu ngàm này. Đấy, cái ngàm trên xoay thuận chiều kim đồng hồ một góc là 1. Cái trên thuận chiều kim đồng hồ thì tất cả các cái dưới đều thuận chiều kim đồng hồ nhá. Đấy, để chúng ta vẽ nốt. Rồi, chúng ta áp dụng vào thì rõ ràng là chúng ta chỉ việc xoay ngang cái thanh này ra thì nó trùng với cái, lại trùng với cái 1 này thôi. Nhá. Xoay ngang ra thì nó trùng với cái 1. Vậy thì biểu đồ của nó là thế này. Đó, xoay ngang nó ra. Đây. Thế này. Đây. Cái này cũng bằng 4AI trên L này. 4AI trên L này. Đây, và cái này L bằng 4 nhá. Như vậy là nó bằng 4AI trên 4. Nhá. Đấy, còn cái này là 2AI trên L bằng 2AI trên 4. Đây, thế là sao? Đây là sao? Các em vẽ cái biểu đồ moment cho trường hợp mà hệ chịu một chuyển vị cưỡng bức Z bằng 1. Như ở trên màn hình. Cực kỳ đơn giản. Ví dụ 3, chúng ta vẫn tiếp tục cái trường hợp là hệ chịu chuyển vị cưỡng bức, nhưng bây giờ lại cho nó chịu chuyển vị cưỡng bức là chuyển vị cưỡng bức thẳng. Đây, cái đề bài như ở trên bảng, trên màn hình, các em xem trên màn hình. Đặc biệt chú ý này, đây là chuyển vị cưỡng bức là cái chỗ này này. Đây, là cái gối tựa di động này nó chuyển vị cưỡng bức sang phải một lượng là 1. Chuyển vị sang phải một lượng là 1.
chúng ta cũng đi vẽ biểu đồ moment. Đấy, các em nhớ một điều là chúng ta cứ tập trung vào cái biểu đồ moment thôi. Có biểu đồ moment thì chúng ta sẽ dễ dàng suy ra được biểu đồ là cắt. Đấy. Cho nên là quan trọng là ra được biểu đồ moment. Đấy. Còn lực dọc thì chúng ta cũng chưa bàn đến. Lực dọc thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái phương pháp mặt cắt để chúng ta tính ra các cái lực dọc. Đấy. Xong cái đề bài này chưa? Để chúng ta vẽ nốt cái biểu đồ moment cho cái trường hợp này nữa, là chúng ta cơ bản là nắm được các cái cách tra bảng 61 và tra bảng 62. Đây, các em chép đề đi, sau đấy thì chúng ta tiếp tục xử lý nhá. Chúng ta cũng sẽ xem là những thanh nào nó sẽ có moment, còn những thanh nào nó không có moment. Đấy. Những thanh nào nó chịu tác động của cái chuyển vị cưỡng bức này, chịu tác động trực tiếp nha, của cái chuyển vị cưỡng bức này thì nó sẽ có moment. Còn những thanh nào mà không chịu tác động trực tiếp thì nó sẽ không có moment. Đấy. Hoặc là các em cũng có thể tưởng tượng là cái thanh nào mà nó bị cong đi, nó bị bẻ cong thì nó sẽ có moment. Còn cái thanh nào mà nó không bị bẻ cong, nó vẫn thẳng thì nó không có moment. Đấy, có thể để xét xem là thanh nào có moment một cách tương đối như vậy nhá, tương đối như vậy. Đấy. Thì với cái chuyển vị cưỡng bức sang phải là một như thế này thì những thanh nào sẽ chịu ảnh hưởng, còn những thanh nào không chịu ảnh hưởng. Nha. Thì các em nhìn thầy hướng dẫn này. Hai cái thanh mà thầy đang tô màu vàng này. Hai cái thanh này. Khi mà chịu cái chuyển vị cưỡng bức thì thanh nó vẫn thẳng, nó chỉ bị chịu cái lực dọc trục thôi. Nó chỉ chịu cái lực dọc thôi. Em tưởng tượng là kéo thẳng cái thanh đấy thì nó chỉ chịu kéo thôi. Nó chỉ chịu kéo thôi chứ nó không có moment. Rồi, cái thanh ở phía trên này nữa này. Cái thanh ở phía trên thì nó chẳng liên quan. Nó không chịu tác động của cái chuyển vị này. Đấy, không chịu tác động của cái chuyển vị này. Nó chẳng có lực dọc, nó cũng chẳng có moment. Thì qua đấy là các em thấy là thầy đã hướng dẫn cho các em cách sử dụng cái bảng tra. Cụ thể là cái bảng tra 6.1, 6.2 ở trong sách. Rồi, bây giờ các em xem lại một lượt đi, và cùng xem lại một lượt cái bảng tra đi. Đấy, để thử sử dụng cái bảng tra xem là có vấn đề gì không. Nếu có cái vấn đề gì chưa hiểu thì các em hỏi, thầy sẽ giải đáp để hướng dẫn cho các em sử dụng thành thạo cái bảng tra này đi. Đấy, các em xem lại một lượt đi, xem có vấn đề gì không, có câu hỏi gì không thì thầy sẽ hướng dẫn. Đấy, xem là các cấu kiện mà chúng ta tra như thế thì có chỗ nào mà chưa hiểu thì em hỏi, thầy sẽ giải đáp. Thầy đọc lại hộ em cái ví dụ 3 được không thầy? Chứ ví dụ 3 chỗ nào? Đây, cấp quyền cho em share màn hình nha. Em share màn hình lên, em chỉ trên màn hình cho thầy xem. Đấy, thầy không thể giảng lại từ đầu đến cuối được. Có chỗ nào em chưa hiểu thì em hỏi thầy sẽ đáp. Đấy, em có thể share cái màn hình của em lên, cho em chỉ trên cái màn hình của em hỏi. Hoặc là em bật cái bảng trắng lên, xong em vẽ lên cái bảng trắng. Thầy thêm mở chỗ nào mà chưa đóng được. Thầy mở ví dụ của thầy, em vẽ trên ví dụ của thầy được không thầy? Vẽ trên cái video của thầy. Ừ, ok. Để thầy chút nha. Các bạn khác, các em cứ xem lại toàn bộ nội dung đi. Có những câu hỏi gì thì thầy sẽ giải đáp. Với phương pháp chuyển vị, quan trọng nhất là sử dụng thành thạo bảng
tra. Tất nhiên là trong quá trình làm các cái ví dụ sau này nữa thì thầy sẽ nhắc đi nhắc lại cái cách tra bảng rất nhiều lần để cho các em thành thạo nữa. Tuy nhiên là ở các cái bước đầu thì các em cũng nắm được các cái nội dung cơ bản về sử dụng bảng tra. Sau đấy thì áp dụng để mà vẽ các cái biểu đồ mẫu may. Ví dụ, bạn đang hỏi là hỏi về ví dụ số 3, đúng không? Đây, mở lại cái nội dung vừa rồi để em chỉ trên màn hình nhá. Đây. Đây, hỏi vấn đề gì thì em chỉ em vẽ trên màn hình luôn. Để các bạn khác cũng có thể theo dõi luôn. Dạ vâng, thầy đã ăn chút thì em. Đây thầy, thầy vừa lấy thầy bảo là có hai cái thanh này là chịu ảnh hưởng của cái... em hơi to lên chút. Đã, thầy bảo... Các bạn khác nghe luôn. Thầy bảo có hai cái thanh này là chịu ảnh hưởng của gối di động này đấy, thì thầy chỉ để em xem là nó ảnh hưởng như thế nào được không ạ? Em đợt đấy em nghe anh nắm mán, em chưa hiểu lắm. Ok. Để thầy nói nhá. Em tưởng tượng này là cái đầu này này, cái đầu thanh này này, cái nút này, ba cái nút này, đấy, nó có chuyển vị ngang là bằng 1. Cái đấy thì rõ chưa? Chuyển vị đứng của nó thì bằng 0. Bởi vì chúng ta bỏ qua biến dạng trục của các cái thanh này, của hai cái thanh này. Đấy, cho nên là nó không có chuyển vị thẳng đứng. Đấy, với cái tác dụng của chuyển vị cứ bước ngang này này. Em tưởng tượng là chúng ta cầm cái khớp này này. Chúng ta kéo sang ngang một lượng là 1. Đấy, thì rõ ràng là cái thanh này này nó chỉ chịu lực dọc trục thôi. Đấy, cái thanh này nó cũng chỉ chịu cái lực kéo thôi. Chỉ kéo thôi, chứ nó không chịu uốn. Đấy, không chịu uốn, nó không bị cong. Đấy, các em tưởng tượng là cái, em nắm lấy cái chỗ này này, em kéo ngang ra. Đấy, thì rõ ràng là thanh này với thanh này là nó chỉ chịu kéo thôi. Nói chứ nó không chịu uốn. Đấy, và như vậy nó chỉ có lực dọc thôi. Nó không có moment. Đấy, cái nào mà bị uốn, nó bị cong đi thì nó mới có moment. Đấy, có cái này nó chỉ dọc trục thôi. Đấy, cho nên nó không có moment. Không có moment thì khi vẽ biểu đồ moment thì chúng ta không phải vẽ. Đấy, khi nào vẽ biểu đồ lực dọc thì là nó có. Nhưng mà đây chúng ta đang vẽ biểu đồ moment nên chúng ta không vẽ biểu đồ moment cho hai cái thanh đấy. Rồi, hiểu được chưa? Vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn thầy ạ. Ừ. Đấy, nhân tiện có cái hình này này. Có bạn nào mà chưa hiểu cái nội dung nào thì các em chỉ ngay trên hình để thầy giải đáp luôn. Đấy, cho hiểu luôn vấn đề. Đấy, có ai có câu hỏi gì không? Thì các em cứ bật bút các em vẽ lên trên màn hình, bật mic để các em nói luôn. Chưa nắm được thì cứ mạnh dạn hỏi. À, đúng sai gì cũng cứ hỏi. Thế vậy thì các thanh còn lại có phải vẽ moment không ạ? Các thanh còn lại thì thanh nào có moment thì chúng ta vẽ. À, thì lúc trước là thầy cũng đã hướng dẫn. Thanh này là không có, đúng không? Thanh này không có. Nào, thì không cần vẽ. À, cái thanh ở trên này này là một cái thanh nó không liên quan đến câu chuyện này. Tức là ở đây nó chuyển vị một lượng là 1. Thì nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái thanh này. Đấy, ảnh hưởng như thanh này. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ này này nó giữ cho thanh này, cho cái đầu thanh này này, cho cái đầu thanh này này không sang ngang, không lên xuống, không xoay. À, bên này cũng vậy, không sang ngang, không lên xuống, không xoay. Như vậy cái thanh này tách ra thì nó là một cái ngàm, ngàm ở hai bên này, này. Đấy, và hai cái ngàm này đứng im. Đấy, thì cái thanh này là nó giữ nguyên, không biến dạng gì cả. Đấy, như vậy là cái thanh ở trên này không có moment, không có lực dọc, cũng không có lực cắt. Đấy, chúng ta gọi là những cái thanh không liên quan. Đấy, không liên quan thì chắc chắn là không có nội lực cả. Đấy, cho nên không cần vẽ nội lực cho thanh đấy. Như vậy là chúng ta có 3 thanh. Đấy, không cần vẽ moment. Đấy, 2 thanh dưới thì có lực dọc. Còn cái thanh trên này thì chẳng có cái gì cả.
chẳng có moment, không có lực cắt, không có lực giảm. Đấy, như vậy ba thanh đấy thì không không vẽ gì cả. Yeah. Rồi, còn lại 5 cái thanh này. Đấy, thì rõ ràng là nó bị bẻ cong. Và chắc chắn là nó có moment rồi. Đấy, thì chúng ta phải vẽ ra. Đấy, lúc trước thầy cũng đã vẽ cho em xem rồi đấy. Rồi, hiểu chưa? Có cần giải thích gì không? Thầy, mà mấy thanh, 5 thanh còn lại đó thì không có tài trọng gì thì mình vẽ theo bảng 6.2 à thầy? Ừ. Cái ví dụ số 2 và ví dụ số 3 là chúng ta đang xét trường hợp là nguyên nhân là chuyển vị cưỡng bức, chứ không có cái tải trọng nào cả. Tải trọng thì là ví dụ số 1. Đấy, nguyên nhân tải trọng thì chúng ta tra bảng 6.1. Còn nguyên nhân chuyển vị cưỡng bức thì chúng ta tra bảng 6.2. Đấy, thì ví dụ số 2 và ví dụ số 3 đều là nguyên nhân chuyển vị cưỡng bức cả. Ví dụ số 2 thì nguyên nhân chuyển vị cưỡng bức là chuyển vị xoay. Còn ví dụ số 3 nguyên nhân chuyển vị cưỡng bức là chuyển vị thẳng. Đấy, thì đều tra cái bảng 6.2 cả. Đấy. Thì lúc trước thầy đã hướng dẫn rồi đấy. Ví dụ như chúng ta tra cho cái thanh này này. Thì thanh này nó có chuyển vị như thế nào? Thì đầu trên là ngàm nhá. Đứng im nhá. À. Đầu dưới cũng là ngàm nhá, nhưng mà đầu dưới nó lại chuyển vị cưỡng bức sang phải một lượng là một. Em tưởng tượng này, là chúng ta kéo cái nút này sang phải một lượng là một, thì cái gối này cái nút này này nó cũng phải sang phải một lượng là một, cái nút này cũng sang phải một lượng là một. Đấy, ba cái nút này chuyển vị ngang như nhau. Đấy, cho nên cái nút này nó sẽ nhảy ra đây này. Đấy. Còn cái nút này nó sẽ nhảy ra đây này. Đấy. Như vậy nó sẽ biến dạng như vậy. Không? Như vậy là cấu kiện hai đầu ngàm này này. Thì cái ngàm này nó sẽ nhảy sang phải một lượng là một. Chuyển vị cưỡng bức một lượng là một. Đấy. Chuyển vị cưỡng bức một lượng là một này. Một này. Yeah. Đấy. Và chúng ta sẽ tra cái cấu kiện là chuyển vị cưỡng bức của một đầu ngàm một lượng là một, chuyển vị thẳng. Đấy, thì nó là cái cấu kiện trong bảng này, là cái cấu kiện này này. Đó. Hai đầu ngàm, một đầu ngàm chuyển vị cưỡng bức một lượng là một. Đấy, thì nó chính là cái cấu kiện số 2 trong cái bảng trà 6.2. Đó. Rồi, tương tự với các cái cấu kiện còn lại, các cái thanh còn lại. Ok chưa? Rồi, các bạn khác có ai có câu hỏi gì nữa không? Thầy cho em hỏi là thầy chưa giao bài tập lần thứ hai đúng không ạ? Tại vì em thấy trên riêng 10S là có phải nộp bài tập ạ. Ừ, bài tập của chương 3 khi chương 6 này. Ừ, thì thầy giao chưa nhỉ? Thầy chưa giao, nhưng mà em thấy quá hạn nộp thì em để lát thầy kiểm tra lại. Xong rồi sẽ có các hướng dẫn ở trên trang CMS nha. Rồi. Cái ví dụ số 3 này thì để cho nó cẩn thận thầy hướng dẫn lại cái ví dụ số 3 cho nó đầy đủ cho các em nhá. Bây giờ thầy em nhìn có mấy cái hình của bảng 6.2 ạ. Em không biết là chữ nhìn nó có chỉ số hay không, biết là cái Z bằng 1 nên nó bị sai. Em nhìn chưa quen thôi.
bởi vì nó có nhiều các cái đường phụ trợ, đúng không? Dần dần rồi khi mà thạo rồi thì các em nhìn thì nó sẽ rõ hơn, nó rất nhiều các cái đường phụ trợ nó đan vào nhau. Đấy. Thì các cái đường đứt nét là các cái đường biến dạng, các cái đường đứt nét là các cái đường biến dạng. Còn các cái đường liền nét là cái thể hiện cái cấu kiện lúc ban đầu. Còn cái dưới thì là biểu đồ. Đấy. Rồi còn nó còn có các cái đường gióng và các cái thứ nữa. Đấy. Thì dần dần dùng nhiều là các em sẽ quen. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn thêm về cái ví dụ 3 cho nó đầy đủ nhá. Để các em làm nhá. Đợi thầy một chút để thầy chuyển cái hình ảnh này ra đã. Như vậy là các cái thanh ngang nó không có moment, không cần phải vẽ moment cho các thanh ngang. Vậy còn các cái thanh đứng thì thế nào? Đấy, thì thanh nào nó chịu tác dụng trực tiếp của cái chuyển bị cung bức này thì nó sẽ có moment. Những thanh nào mà các em thấy là nó sẽ bị bẻ cong đi thì nó sẽ có moment. Còn những cái thanh nào thẳng thì không, đúng không? Ba cái thanh vừa rồi là thẳng, không có moment. Còn mấy cái thanh đứng này thì nó có bị bẻ cong đi không? Thì các em chú ý này. Các em chú ý nhá. Đấy, để chuyển cái màu mực đỏ này để các em nhìn này. Cái khớp này này sẽ bị kéo sang phải. Sẽ bị kéo sang phải. Một lượng là 1. Đấy, nó sẽ ra cái vị trí mới ở đây này. Ra cái vị trí mới ở đây này. Thấy không? Rồi, và như vậy cái ngàm này này cũng bị đẩy sang phải một lượng là 1. Đấy, cái ngàm ở bên này cũng bị kéo sang phải một lượng là 1. Đấy. Như vậy là cái thanh ở đây này cũng bị cong đi này. Đấy, cái thanh ở đây nó cũng bị cong đi này. Đấy. Cái thanh ở đây nó cũng bị cong đi này. Đấy. Cái thanh ở đây nó cũng bị cong đi này. Đấy. Và cái thanh ở ngoài cung này nó cũng bị cong đi này. Đấy. Đấy, các em nhìn cái đường biến dạng của cái mực đỏ mà thầy vẽ trên màn hình đấy. Đấy, như vậy là các thanh đấy là nó có moment. Rồi, với các cái đường biến dạng như vậy thì chúng ta biết được là có 1 thanh, 2 thanh, 3 thanh, 4 thanh, 5 thanh thẳng đứng, đúng không? Chịu ảnh hưởng của cái chuyển bị cưỡng bức một lượng là 1 đấy, và nó có moment. Đấy, sau này mà khi mà các em vẽ các cái biểu đồ moment cho cái trường hợp mà chịu chuyển bị cưỡng bức thì các em cũng cứ vẽ một cách tương đối, vẽ một cách tương đối thôi, không cần phải tuyệt đối chính xác, tương đối các cái đường biến dạng ra để các em xem là những thanh nào nó có moment và những thanh nào nó không có moment. Đấy, và thậm chí là vẽ cái đường biến dạng một cách tương đối ra thì các em cũng biết được là moment nó sẽ căng thứ trái hay là căng thứ phải, nó cong theo chiều nào thì chúng ta biết được là nó sẽ căng theo thứ nào. Đấy, và sau này mà khi các em làm bài tập, các em cũng hoàn toàn vẽ các cái đường biến dạng giống như thầy đang vẽ này. Đấy, vẽ giống như thầy đang vẽ đấy. Đấy, xong bắt đầu chúng ta đi vẽ các cái biểu đồ lên nha, vẽ các cái biểu đồ đè lên trên nha. Đấy, vẽ các cái kia bằng các cái đường đứt nét. Nào, chúng ta thấy này. Cái thanh đầu tiên này, cái thanh đầu tiên là cái thanh này đi. Cái thanh đầu tiên là cái thanh hai đầu ngàm thế này. Hai đầu ngàm. Cái ngàm ở phía dưới chuyển vị cưỡng bức một lượng là 1. Đây, cái này là 1 này. 1 này. Đấy. Cái đường biến dạng của nó thế này này. Đường biến dạng của nó thế này này. Đấy, thầy lấy một cái màu khác thầy vẽ đường biến dạng cho các em nhìn nhá. Đường biến dạng này. Tại ngàm này thì nó không có chuyển vị xoay. Cho nên là có một cái đoạn thanh rất ngắn là nó thẳng. Nó vẫn thẳng. Nhá. Đấy, ở đây cũng ngàm,
cho nên nó có một đoạn rất ngắn là nó thẳng. Đấy, đây là thầy vẽ dài ra để các em nhìn thôi, nhưng mà thực tế là nó sẽ có một đoạn rất ngắn thôi, thẳng. Xong bắt đầu đến đây là nó uốn, nó uốn, uốn. Xong đến đây nó lại uốn. Đấy, nếu mà vẽ to ra thì các em nhìn này, thẳng này, xong lại uốn sang này, xong lại thẳng này. Đấy, nó thế này này. Đấy, cái thành sau khi biến dạng nó thế này này. Đấy, nó là cái này này. Đấy, nhớ nhá, ở cái ngàm, ở các cái ngàm nó sẽ có một đoạn thẳng, vì cái ngàm nó giữ không xoay được nhá. Đấy, còn cái khớp này, cái khớp ở chỗ này thì nó lại xoay được. Lát thầy sẽ vẽ cái khớp cho các em xem nhá. Đấy, và như vậy thì các em sẽ thấy được cái thớ căng của nó này. Đây, theo cái hình này này thì rõ ràng là thớ căng ở chỗ này này là căng căng trái này. Đấy, còn cái chỗ này này thì nó lại là căng căng phải này. Đấy, ví dụ thanh nó cong thế này này thì ở trên là căng này. Đấy, dưới là nén này. Đấy, căng dưới nén. Mà moment thì chúng ta theo cái thứ căng, chỗ nào căng thì chúng ta vẽ vào nhá. Đấy, và như vậy là chúng ta biết được cái thứ căng của nó rồi nhá. Ở trên là căng trái, ở dưới là căng phải. Bây giờ chúng ta tra bảng, chúng ta tra bảng này, chúng ta tra bảng này. Đấy, hai cái ngàm và một cái chuẩn bị cưỡng bức, nó là cái này này, nó là cái số 2 này này. Ngay số 2 này, biểu đồ moment của nó là như thế nào? Biểu đồ moment của nó là một cái hình thang xoắn này, hai giá trị bằng nhau này, hai giá trị bằng nhau này. Hai giá trị bằng nhau, chỉ có là thớ căng ngược nhau thôi. Thấy không? Thì chúng ta ốp vào đây. Chúng ta ốp vào đây thì chúng ta đã biết rồi. Cái thanh này chúng ta biết rồi là ở trên thì căng bên trái, ở dưới căng bên phải. Vậy thì bắt buộc nó phải thế này. Ở trên căng trái, ở dưới căng căng phải. Đấy, xong nối lại với nhau. Thế là sao? Nhá. Đây, cái chỗ này là 6A trên L bình. Đây, L bình. Đây, các em tự thay số với nhá. Đây, cái này cũng vậy, 6A trên L bình phương. L ở đây là bằng 4 mét đấy. Như vậy là 6A trên 4 bình phương đấy. Nhá. Đây, chúng ta có được cái đường biến dạng, chúng ta biết thước căng rồi nên chúng ta vẽ rất nhanh. Chắc chắn nó phải như thế này rồi. Nhá. Đây. Rồi, bây giờ đến cái thanh dưới. Thanh dưới. Thanh dưới. Thanh dưới vẽ cũng tương tự. Nhá. Thanh dưới thì nó lại thế này này. Hai cái ngàm này. Nhá. Cái ngàm trên lại chuyển vị cưỡng bức một lượng là 1. Đấy, cái ngàm trên này chuẩn bị cưỡng bức một là 1. Cái đường biến dạng của nó như thế nào? Đường biến dạng của nó thế này này. Đấy, uốn 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 này. Đấy. Như vậy ở trên lại căng phải, ở dưới lại căng trái. Đấy, bạn nào mà không vẽ cái đường biến dạng thì lúc đấy các em phải ốp cái hình ở bảng tra này này, làm sao nó phù hợp với cái hình của chúng ta ở đây. Chẳng hạn như là ở cái hình ở bảng tra này để các em xoay nó đi. Đấy, xoay nó góc 90 độ là nó ra, nó ra cái này. Nó ra cái này. Đấy. Nhưng mà với cái cách vẽ đường biến dạng ấy thì chúng ta cũng không cần phải xoay hình. Đấy. Chúng ta biết ngay được thứ căng rồi. Và giá trị của nó bằng nhau mà, cho nên chúng ta có thể vẽ ngay được. Đấy. Đấy, còn không thì các em xoay cái bảng tra để cho hình nó trùng khớp nhá. Hình nó trùng khớp. Đấy thì chúng ta vẽ ngay được ở đây nó thế này. Đấy, thế này. Giá trị ở trên thì căng thứ phải, dưới căng thứ trái nhá. Giá trị vẫn là 6 EI trên L bình. Bên này cũng 6 EI trên L bình. Đấy, vậy là xong là hai đoạn. Như vậy là chúng ta vẽ được cho hai thanh rồi. Hai thanh ở giữa này, hai thanh ở giữa này thì vẽ hoàn toàn tương tự. Vẽ hoàn toàn tương tự nhá. Chúng ta cũng tra cái câu kiện số 2 trong bảng đấy để chúng ta vẽ. Đây, kết quả của nó cũng thế này. Đây, kết quả của nó cũng thế này. 6A trên L bình nhá. Đây, ở dưới này thì nó lại thế này. Đây, 6A trên L bình. Cái này cũng 6A trên L bình. Cái này 6A trên L bình. Cái này 6A trên L bình. Chiều dài các thanh đều là 4 mét cả nhá. Như vậy là 6A trên 4 bình phương. Bây giờ đến cái cuối cùng này. Cái cuối cùng này thì nó lại khác một chút.
Rồi. Để thầy xóa bớt các cái diễn giải lúc trước của thầy đi, nhìn cho nó gọn. Đấy. Nhìn cho nó gọn nhá. Nào, đến cái thanh đứng cuối cùng này thì nó lại hơi khác một chút. Đây, thì nó lại là thế này. Ở dưới ngàm, ở trên lại là gối tựa thế này. Và nó chuyển vị cưỡng bức cái này một lượng là 1. Đây, một lượng là 1. Vậy cái thanh nó biến dạng như thế nào? Chúng ta cũng vẽ cái đường biến dạng ra. Vẽ đường biến dạng ra để chúng ta tìm thứ căng cho nó tiện. Đây, đây thầy lấy cái màu đỏ, thầy vẽ cái đường biến dạng nhá. Đấy không? Cái trên là nó chuyển ra vị trí này đi. Đấy, thì nó biến dạng này. Chỗ ngàm này nó vẫn là một đoạn thẳng này. Đấy, xong bắt đầu nó uốn cong. Đấy, ở khớp này này, khớp này nó xoay tự do, cho nên là nó cong từ khớp nó ra, cong ra. Đấy, như vậy là cái này nó cong đều đến này. Như vậy là moment rõ ràng là căng thứ trái rồi. Đấy, moment hoàn toàn là ở bên trái. Đấy, nếu mà vẽ một cái đường liền nét rồi nó thế này này. Đấy, nó cong rất đều. Đấy, nó sẽ cong rất đều này. Rõ ràng là hoàn toàn là căng ở bên trái. Căng ở bên trái và nó là cấu kiện một đầu ngàm, một đầu khớp. Một đầu ngàm, một đầu khớp thì chúng ta tra bảng xem là nó ở đâu. Đây, nhìn sang cái bảng tra này. Đây, cái bảng tra này thì các em có tài liệu rồi, các em có sách rồi. À, thì các em nhìn ở tài liệu và sách của em cho nó rõ. Đây, thầy chỉ hướng dẫn qua thôi. À, đây. Chứ còn nhiều khi nó nhỏ quá, các em nhìn ở cái bảng tra của thầy trên màn hình này nó nhỏ. Đấy không? À, thì các em thấy này, một đầu ngàm, một đầu khớp thì nó đích thị là cái số 3 hoặc là số 4 thôi. Số 3 hoặc số 4 thôi. Số 3 thì là chuyển vị cưỡng bức, là chuyển vị xoay. Không phải, bỏ. À, nó là cái số 4 này. Đây. Chuyển vị cưỡng bức là chuyển vị thẳng. Tuy nhiên là có một vấn đề ở chỗ này. Là trong cái bài này của chúng ta, trong cái bài này của chúng ta này, theo cái câu kiện này của chúng ta này, thì cái chuyển vị thẳng là cái khớp, là chỗ khớp chứ không phải chỗ ngàm. Chỗ khớp không phải chỗ ngàm. Đấy, còn trong bảng tra thì nó lại chỉ có mỗi cái chuyển vị ở ngàm thôi chứ không phải ở khớp. À, vậy thì xử lý cái chỗ này thế nào? À, thì theo tính chất. Đấy, theo cái tính chất tương đối của nó, đúng không? Anh này đứng im thì là anh kia di chuyển, đúng không? Thì bây giờ chẳng hạn thầy coi cái chỗ ngàm này là đứng im đi, thì rõ ràng là cái anh khớp này nó sẽ di chuyển theo chiều ngược, ngược lại, đúng không? Như vậy là bản chất nó là một thôi, đúng không? Đấy, ví dụ như cái hệ này này, thì thầy coi ban đầu hệ là thế này đi, ban đầu là hệ là theo cái đường màu đỏ này này, đúng không? Đấy, xong đấy lúc sau thì cái chỗ này nó chuyển vị cưỡng bức xuống dưới một lượng là 1, thì nó đúng là thành cái bài này. Đó. Đấy. Như vậy thì đích thị nó là cái này rồi. Này thì các em nhớ cái chỗ này nhá, không có sau này gặp phải cái tình huống này các em tìm cái cấu kiện trong bảng tra là tìm mãi không thấy. Đấy, thì thực tế nó là cái này. Nhá. Cái nào chuyển vị cũng được, như nhau thôi. Coi cái này là đứng im thì cái kia thành chuyển vị, mà cái coi cái kia là đứng im thì cái này là thành chuyển vị, nhá. Rồi. Và như vậy là chúng ta tra đích thị là cái câu kiện số 4 này rồi. Đích thị là câu kiện số 4 này rồi. Đây, biểu đồ của nó là hình tam giác. Hình tam giác. Hình tam giác thì các em xoay hình đấy, rồi các em lật hình đấy, làm sao cho cái hình này nó trùng khít với cái hình này là xong, nhá. Tuy nhiên là cái việc xoay với lại là lật hình đấy để cho nó trùng khít với nhau thì nó hơi mệt. Ở đây chúng ta có một cách đơn giản hơn là chúng ta đã vẽ đường biến dạng rồi. Chúng ta đã biết được cái thơ căng của nó là thơ căng bên trái rồi. Và nó là dạng tam giác mà nó căng bên trái. Chỉ bắt buộc là nó phải là thế này thôi. Không thể nào mà ra một cái dạng nào khác được. Nó phải là thế này này. Nó phải là thế này này. Đây. Ở khớp thì nó bằng 0. Ở dưới là dạng tam giác mà căng thơ bên trái. Thì nó phải là ở bên trái. Đây. Không thể sang bên phải được. Không thể ra một cái dạng nào khác được. Đây. Còn các em thích thì các em lật hình. À, nhiều khi còn phải lật hình, còn phải xoay hình làm sao cho nó trùng khớp với cái cấu kiện ở trong bảng tra. Đấy, để các em vẽ cho nó đúng. Vẽ mà sai thơ căng là hỏng bét, là sai hết. Đấy. Tuy nhiên là hướng dẫn các em, nãy giờ hướng dẫn các em cái cách vẽ cái đường biến dạng để chúng ta xác định thơ căng ấy. Đấy, thì chúng ta biết ngay được nó căng thế nào là chúng ta vẽ được ngay. Không cần phải băn khoăn gì cả.
Giá trị thì rõ rồi, giá trị là đây này. 3EI trên L bình phương. Đấy, 3EI trên L bình phương. Đấy. Như vậy là ở đây thầy vẽ tỷ lệ nó không được đẹp lắm, đúng không? Cái chỗ này là 6EI trên L bình này. Mà 3EI trên L bình nó cũng bằng. Đấy, thì cái tỷ lệ này nó không quan trọng, vẽ thế cũng được. Đấy, nhưng mà nếu mà thích cho nó đẹp hơn thì thầy có thể chỉnh lại cho nó bé đi tẹo. Đấy, bé đi tẹo, tương đối thôi, không cần phải đúng bằng một nửa. Đấy. Đấy. Đấy, nhìn cho nó thuận mắt. Trong các biểu đồ thì tỷ lệ các em lấy một cái tương đối thôi, nghĩa là 3 EI trên L bình thì lấy cho nó nhỏ hơn 6 EI trên L bình. Chứ còn nếu mà 3 EI trên L bình mà lại lấy dài hơn là 6 EI trên L bình thì nó không thuận mắt lắm. Có con số rồi thì cũng không sao đâu, nhưng mà nó không được hay lắm nhá. Đấy, như vậy là xong rồi. Thì trong cái trường hợp này có mỗi một chuyển vị cưỡng bức thôi, nhưng mà năm thanh nó ảnh hưởng đấy. Và chúng ta phải vẽ biểu đồ moment cho năm thanh liền nhá. Và kết thúc là chúng ta có cái biểu đồ moment này trong tình huống là chịu chuyển vị cưỡng bức tại cái gối tựa di động ở bên phải này, một lượng là một. Đấy. Khi các em làm bài thì các em hoàn toàn có thể vẽ các cái đường biến dạng vào trực tiếp vào cái hệ này nhá. Đấy, vẽ xong không cần phải xóa đi đâu, để nguyên như thầy cũng được. Đấy, thì nó là các cái đường phụ trợ thôi. Đường phụ trợ, chúng ta muốn vẽ các đường phụ trợ nào thì chúng ta vẽ. Rồi, như vậy là xong nha. Và đến đây thì tôi cũng đã hướng dẫn cho các em đầy đủ cách sử dụng bảng tra 6.1 và bảng tra 6.2. Sau khi chúng ta đã biết cách sử dụng bảng tra rồi thì chúng ta có một số các cái chú ý rất quan trọng sau đây. Đấy, sử dụng bảng tra rất dễ, nhưng mà các em mà không nắm được các cái chú ý này thì rất dễ là bị sai, bị nhầm. Cho nên là cái nội dung này rất là quan trọng. Đấy, các em phải đặc biệt để ý nhá. Các chú ý khi sử dụng bảng tra. Chú ý thứ nhất này. Nằm ngang. Tức là alpha bằng 0. Alpha bằng 0 độ. Ta bỏ qua các giá trị cos alpha trong bảng tra. Cái này thì không cần nói thì các em cũng biết. Lúc đấy cốt nó bằng 1 thì các cái mà nhân với cốt này nhân với 1 thì chúng ta bỏ qua thôi. Nhưng mà đưa vào chú ý để nhấn mạnh với các em là hầu hết các cái trường hợp ấy là alpha nó bằng 0. Cho nên là hầu hết các trường hợp là các em không cần quan tâm đến cái giá trị alpha ở trong cái bảng tra. Đấy, hầu hết các trường hợp. Chỉ có các trường hợp rất đặc biệt thì chúng ta mới có cái góc alpha đấy thôi. Rồi, thì đấy là cái chú ý thứ nhất. Cái chú ý thứ hai là một loạt những cái mà lúc trước trong khi mà làm các cái ví dụ thầy cũng đã nói qua rồi. Thì bây giờ thầy tổng hợp lại cho các em. Đấy là nó là như thế này này. Cái cấu kiện thanh hai đồng ngàm như thế này này. Đấy. Rồi cấu kiện thanh đầu ngàm như thế này, còn bên này là cái ngàm trượt như thế này này. Đấy. Rồi cái trường hợp này nữa này là cái thanh như thế này. Ở đây là một cái ngàm trượt, không nhất thiết là phải nằm ngang, nó có thể nằm chéo chéo. Chéo chéo này. Này.
thì ba trường hợp này là nó làm việc như nhau nha. Các em tra trong cái bảng tra thấy cái trường hợp nào là một trong ba cái trường hợp này thì các em hoàn toàn có thể lấy để các em tra được. Đấy, ba cái trường hợp này là như nhau. Đấy, trong cái bảng tra trong sách của các em ấy, thì nó đưa ra cái trường hợp là nó chỉ là một cái bên là ngàm cứng, một bên là ngàm trượt như thế này thôi. Đấy, thì các em gặp cái tình huống mà hai cái ngàm cứng thì các em tra với cái trường hợp thứ hai là cũng được. Các em gặp cái tình huống số 3 thì các em tra với cái tình huống số 2 cũng được. Nó làm việc như nhau, tương đương nhau. Tại sao nó lại như nhau? À, thì giải thích được ngay thôi. Là bởi vì ở đây chúng ta bỏ qua biến dạng dọc trục của thanh. Cho nên là các em thấy này, cái thanh đầu tiên thì nó có 2 ngàm rồi thì chắc chắn là nó không biến dạng dọc trục được rồi. Không biến dạng dọc trục được rồi vì 2 ngàm nó giữ lại. Tuy nhiên là cái trường hợp thứ 2 và trường hợp thứ 3 thì cái đầu bên phải là chuyển vị ngang, nó là tự do. Đấy, thì nó có thể chạy sang bên phải hay không? À, thì lúc này vì chúng ta bỏ qua biến dạng dọc trục cho nên cái thanh này nó sẽ giữ cho cái đầu thanh bên phải không chuyển vị sang ngang được. Mặc dù nó là tự do. Đấy, nhưng mà bỏ qua biến dạng dọc trục rồi thì nó giữ không cho nó sang phải. Cho nên là lúc đấy thêm vào một cái liên kết để ngăn cản chuyển vị ngang ở đấy là cũng không cần thiết. Đấy, ví dụ thêm vào một cái này để không cho nó chuyển vị ngang nữa. Thêm vào thế này thì nó sẽ biến thành cái này. Nhá. Đấy. Nhưng mà nó không có chuyển vị ngang cho nên là cũng không cần thiết phải thêm vào làm gì. Đấy, như vậy là lúc này nếu bỏ qua biến dạng dọc trục, nhớ là nếu bỏ qua biến dạng dọc trục thì nó mới như nhau. Còn nếu mà tính biến dạng dọc trục vào thì nó lại hoàn toàn khác nhau nhá. Đấy. Vì bỏ qua biến dạng dọc trục. Biến dạng dọc trục. Đấy, thầy cứ tắt thế thôi, còn cái em ghi vào cho nó rõ. Đấy, bỏ qua biến dạng dọc trục thì nó như nhau. Cái thứ ba này nó cũng thế này, cái thứ ba nó cũng thế. Tuy nhiên là có một cái trường hợp nó lại rất khác nhá, rất khác thì nó lại thế này này. Đầu bên này ngàm này, đầu bên này cái ngàm trượt nó lại thế này. Đấy, nó lại thế này. Đấy. Cái trường hợp này thì nó hoàn toàn khác với tất cả những cái trường hợp trên. Nha. Đấy, trường hợp này khác với ba trường hợp trên. Đấy, trường hợp này hoàn toàn khác. Vì lúc này cái đầu bên phải này của chúng ta này là nó có thể chuyển vị lên xuống được. Đấy, nó có chuyển vị lên xuống được. Và nó chuyển vị lên xuống thì nó hoàn toàn khác. Nó hoàn toàn khác so với ba anh kia. Ba anh kia là không cho phép chuyển vị lên xuống. Đúng không? Đầu bên phải là không cho phép chuyển vị lên xuống. Còn cái trường hợp này là nó cho phép chuyển vị lên xuống. Cho nên cái trường hợp này hoàn toàn khác với ba trường hợp trên. Thì đây là cái chú ý thứ ba nhá. Trường hợp này gọi là trường hợp ngàm. Đấy, ngàm trượt. Đấy. Còn cái trường hợp trên này người ta hay gọi tắt là ngàm ngàm. Đấy, hai ngàm. Ngàm ngàm. Đấy, còn trường hợp này người ta gọi là ngàm ngàm trượt. Đấy. Thì nhớ là trường hợp ngàm ngàm trượt là nó chỉ có một tình huống thôi, là cái ngàm trượt phải là hai thanh mà song song với trục thanh thì mới là ngàm ngàm trượt. Nhá, còn các cái ngàm trượt mà nó xiên xiên như thế này hoặc là nó thẳng đứng, chỗ này là tương ứng với nó thẳng đứng này. Đấy, thì nó sẽ làm việc như là ngàm cứng. Làm việc như là ngàm cứng. Đấy. Nhớ nhá, cái chỗ này là vì cái tên gọi của nó cho nên là nhiều khi chỉ vì cái tên gọi mà chúng ta hay nhầm. Nghĩa là chúng ta gọi cái này là ngàm ngàm trượt này. Đấy, thì cái này nó cũng là ngàm ngàm trượt. Đấy, ngàm ngàm trượt này. Cho nên là cứ gọi quen miệng đến lúc tra bảng mà chúng ta hay nhầm. Đấy, thì phải đặc biệt nhớ là cái này là ngàm ngàm trượt nhưng nó tương đương với hai đầu ngàm. Cho nên chúng ta vẫn gọi tắt nó là câu kiện hai đầu ngàm. Yeah. Có mỗi cái trường hợp này gọi là câu kiện đầu ngàm, đầu ngàm trượt thôi. Đấy. Đấy, đấy là cái chú ý số 3. Đấy, thì các em nhìn vào cái bảng tra này, các em thấy các cái câu kiện này này đều là câu kiện hai đầu ngàm hết này. Hai đầu ngàm hết nhé. Chúng ta gọi tắt là câu kiện hai đầu ngàm nhé. Hai đầu ngàm nhé. Đấy, còn ngàm ngàm trượt đâu? Thì tìm nào, đâu? Đây. Đây nó mới là ngàm ngàm trượt đây.
Đấy, đến cái cấu kiện số 15 này bắt đầu mới đến ngàm ngàm trượt này. Đấy, cấu kiện số 16 là ngàm ngàm trượt này. Đấy, là hai cái này nó phải song song với trục thanh này. Hai cái thanh của ngàm trượt này. Đấy, thì đấy mới là ngàm ngàm trượt. Nhá. Đấy. Đây mới là ngàm ngàm trượt này, đây mới là ngàm ngàm trượt này. Nhá. Đấy. Đặc biệt để ý nha, đặc biệt để ý cái tình huống này. Đấy, đặc biệt để ý cái tình huống số 2 và số 3 này, thì chú ý số 2 và số 3 này. Nhá. Cái chú ý thứ tư, cái chú ý thứ tư thì nó lại liên quan đến cái gọi là đầu ngàm đầu khớp. Đầu ngàm đầu khớp thì nó thế này. Đầu ngàm này, đầu khớp này. À, rõ là đầu ngàm đầu khớp rồi đúng không? Rồi, nó lại còn có cái này nữa này. Đầu ngàm, đầu khớp này. À, rồi lại đầu ngàm, đầu khớp. Cái gối này nó lại nằm xiên xiên này. À, thì cái này các em chú ý là nó cũng như nhau nha, như nhau, như nhau. Thích cho cái trường hợp mà ba cái cấu kiện này nó làm việc như nhau thì cũng tương tự như ở phần trước thôi. Nghĩa là ở đây chúng ta bỏ qua bên dạng dọc trục, cho nên cái đầu bên phải đây này, đấy, mặc dù nó có thể tự do chuyển vị sang phải nhưng nó cũng đứng im, nó không chuyển vị sang phải. Đấy, nó đứng im theo phương ngang. Cho nên là nó là gối cố định hay là gối tự do thì nó làm việc cũng giống như nhau thôi, giống như nhau thôi. Đấy, cho nên ba cái này cũng là như nhau, cũng vì bỏ qua biến dạng dọc trục. Nhớ nhá, cũng là vì bỏ qua biến dạng dọc trục. Đấy. Đấy. Rồi, và trong bảng tra của các em thì thường thường người ta vẽ cái tình huống này đây này. Đấy, người ta không vẽ cái tình huống này. Không vẽ cái tình huống có thể vẽ cả cái tình huống số 3, số 3 hoặc số 1 nhá. Đấy, thì nếu mà chúng ta gặp một trong ba cái tình huống này thì chúng ta tra bảng cứ thấy một đúng một trong ba cái dạng này là chúng ta hoàn toàn có thể dùng được nhá. Như nhau. Đấy, cái gối này nó lại nằm ngang. Đấy, thì cái này chúng ta nó rất khác trường hợp trên nhá, nó rất khác trường hợp trên. Nhưng hai cái này nó lại như nhau này. Như nhau này. Như nhau này. Đấy, bởi vì chúng ta bỏ qua biến dạng trục rồi cho nên cái đầu bên phải nó không di chuyển sang phải. Cho nên là thêm vào cái gối này hay không có thì nó cũng như nhau thôi. Đấy, như nhau. Thì cái trường hợp này người ta gọi là cái trường hợp thứ hai này này, người ta gọi là đầu ngàm đầu khớp này. Ngàm khớp này, hay gọi tắt là như thế, ngàm khớp này. Ngàm khớp này nhá. Đấy, người ta gọi là đầu ngàm và đầu khớp. Cái trường hợp thứ ba này này thì người ta gọi là đầu ngàm đầu tự do, tự do, hoặc người ta gọi tắt là công sôn ấy. Đầu ngàm đầu tự do hay gọi tắt là công sôn. Hai cái này thì tương đương nhau nhá. Đầu ngàm đầu tự do rất khác so với cái trên nhá, khác hoàn toàn so với cái trên nhá. Rồi, thì với cái trường hợp mà đầu công sôn này, đầu ngàm đầu tự do này thì tra bảng như thế nào? Tra bảng như thế nào? Thì cái này nó hơi hơi đặc biệt nha, là các em tìm khắp trong cái bảng tra không có cái nào đâu. Đấy, trong khắp cái bảng tra các em sẽ thấy này, đầu trái là có liên kết, đầu phải đều có liên kết cả. Đấy, các em nhìn qua này. Đấy, không có một cái tình huống nào mà đầu công sôn cả. Không hề có. Vậy thì tình huống này thì xử lý như thế nào? Đấy, thậm chí là cái bảng 62 này liên quan đến chuyển vị cưỡng bức này, hoàn toàn không có cái trường hợp đầu công sôn, đầu ngàm đầu tự do này. Vậy cái trường hợp này thì tra bảng kiểu gì? Thì các em chú ý là cái trường hợp này này, cái trường hợp này thì hệ của nó là tĩnh định. Hệ tĩnh định. Hệ tĩnh định. Cho nên là vẽ ngay được. Vẽ ngay được biểu đồ moment. Vẽ ngay được biểu đồ moment. Không cần phải tra bảng gì cả, vẽ ngay được. Có cái gì mà không vẽ ngay được mà lại phải bảng tra cho cái này. Đây là hệ tĩnh định. Những cái nào là hệ siêu tĩnh thì người ta mới tính sẵn cho các em. Nhưng mà tĩnh định thì chúng ta vẽ ngay được. Đó. Đấy, thì lúc này phải phải tự vẽ, vẽ biểu đồ moment. Không có bảng tra.
không có trong bảng giá. Đây, phải nhớ, không có nhiều nhiều người đi thi. Thầy đã gặp rất nhiều tình huống rồi, là đi thi gặp cái tình huống này là kêu thầy là không có trong bảng tra thì làm sao mà em làm được. Làm sao mà em làm được. Đấy, thì lúc đấy thì thầy cũng bó tay thôi, hiểu không? Muốn làm thế nào thì làm, lúc đấy thì thầy sẽ không hướng dẫn đâu. Đây, ví dụ này, đấy, ví dụ này. Ví dụ nha, một đầu ngàm, một đầu tự do, chịu một cái tải trọng P tác dụng, hiểu không? Thì chúng ta vẽ ngay được biểu đồ moment của nó là thế này. Vẽ ngay được biểu đồ moment của nó là tính định mà. Ở đây thì bằng 0, ở đây thì bằng P nhân với A. Đấy, vẽ ngay được, đó, tự vẽ. Đấy, còn nếu mà nó có tải trọng phân bố đều này thì cũng vẽ ngay được. Moment này. Đây. Moment nó thế này. Ở giữa là PL bình trên 8. Còn ở đầu này là PL bình phương trên 2. Đấy. Đấy. Thì gặp tình huống này thì phải xin mời tự vẽ nha. Tự vẽ các biểu đồ moment, các biểu đồ nội lực. Rồi, đấy là cái chú ý thứ 5. Cái chú ý thứ 5 nha. Chú ý thứ 5 thì nhớ là gặp tình huống đấy thì phải tự vẽ thôi. Tự vẽ mà nó cũng rất là dễ thôi. Cái chú ý thứ 6. Chú ý thứ 6 thì là cái tình huống này. Hai đầu khớp. Đây, hai đầu khớp. Cái này nữa à, cũng hai đầu khớp làm việc như nhau nhá. Hai cái này là như nhau, nhớ nha, cái này là như nhau, cũng vì bỏ qua biến dạng dọc trục mà nó như nhau thôi nhá. Rồi thì chú ý là cái này cũng là hệ tính định này. Đấy, cái cấu kiện hai đầu khớp cũng không có trong bảng tra đâu, đúng không? Không có trong bảng tra, không có trong bảng, không có trong bảng tra, phải tự vẽ thôi, tự vẽ biểu đồ moment thôi. Đấy, thì cái thứ sáu này cũng vậy nha, phải tự vẽ biểu đồ moment. Thì gặp cái tình huống hai đầu khớp thì nó là một cái dầm đơn giản, nó là dầm đơn giản này. Chẳng hạn có một tải trọng P như thế này thì các em vẽ ngay được biểu đồ moment nó sẽ là thế này. Giá trị này là PAB chia cho L. Đấy. Moment tại hai đầu khớp thì nó bằng 0. Moment hai đầu khớp bằng 0, còn ở giữa thì chúng ta tra biểu đồ. Rồi, đấy là các cái chú ý khi sử dụng bảng tra mà các em phải đặc biệt quan tâm nha, đặc biệt quan tâm. Đấy cũng là toàn bộ nội dung của buổi học ngày hôm nay. Các em chú ý là những bạn nào mà chưa có bảng tra thì các em vào cái trang CMS để các em download các cái bảng tra mà thầy đã up lên đấy. Rồi, bài tập thì thầy cũng sẽ giao ở trên trang CMS. Các em có thể vào xem. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các em nghỉ đi. Chào.